mỗi ngày bạn luôn dậy sớm, tập thể dục và có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, luôn hứng khởi trong công việc, hay bạn thường xuyên trễ giờ, bỏ bữa sáng quan trọng nhất trong ngày, cuống cuồng tới công ty trong tình trạng thiếu ngủ và mỏi mệt. Một ngày của bạn tràn đầy năng lượng, cân bằng được giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, hay giải lê thê, làm việc bù giờ, uể oải đến kiệt sức. Bạn có thời gian chăm lo cho sức khỏe của bản thân bằng việc tập thể dục, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ra ngoài cà phê với bạn bè, kết thúc một ngày khi đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng và ngủ đủ 8 tiếng, hay bạn vội vã ăn tối muộn, ghé tạm những quán ăn bên đường không hợp vệ sinh, ăn đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ và đắm chìm trong những bữa tiệc kéo dài đến sáng, không kịp có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Ăn ngủ nghỉ thôi là chưa đủ, còn kiểm tra sức khỏe định kỳ nữa. Một thói quen rất nguy hiểm của đa số mọi người là chỉ khi ốm sốt mới cần đến bệnh viện. Chúng ta luôn có hai sự lựa chọn cho tương lai sức khỏe của mình. Bạn sẽ chọn gì? Những năm tháng tuổi già, khỏe mạnh, tràn trề năng lượng, vui đùa với con cháu, hay già yếu trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh với nhiều ống truyền nối với máy móc, ngày ngày chờ đợi con cháu đến thăm. Việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên rất quan trọng nhưng lại vô cùng đơn giản. Bệnh được phát hiện sớm, giúp chữa trị nhanh chóng, dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí điều trị. Kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là hành động yêu thương và bảo vệ bản thân mình, tránh những cơn bạo bệnh. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Medlatech cung cấp dịch vụ khám sức khỏe toàn diện, nhanh chóng, chính xác. Tham khảo thêm tại website medlatech.vn hoặc gọi 1900 565656 để đặt lịch khám ngay hôm nay.